Rồi hai chị em bay đi nhổ găng ở Mỹ hay gì vậy? 5 giờ sáng là đi mất tiêu rồi. Tới 11, 12 giờ trưa mới về. Trời ơi, tính ra ngoài sớm mà khỏi xếp hàng. Ra ngoài 7 giờ người ta mới làm việc. Người ta phải đợi 1 tiếng mấy. Nhỏ này nữa, ham hố. Ham hố gì? Trời ơi, nhổ có 1 cây găng à. Vô chổng nó nghe người ta khuyến mãi 100%. Nhổ 2 cái, tính tiền 1 cái. Nó nhổ thêm cái bên kia nữa, vậy mới lâu đó. Tính ra Như này nó hay chứ ham hố gì em. Trời ơi, cơ hội tới là chụp liền. Lâu lâu mới có 1 lần mà. Cái găng bên kia không có nhất cha. Con nhỏ này nó đi 10 lần mà lần nào cũng khuyến mãi 100%, chắc nó còn cái nú không quá. Trời ơi, đam mê nhổ găng. Đi vô. Mày á, mới mốt đừng xin tiền tao cầm găng. Mai mốt tao khuyến mãi cầm găng rồi cầm luôn. Trời ơi, nay ăn cá nướng luôn ta ơi. Thơm không, thơm không? Thơm. Thôi đừng có xạo mày. Cá mới để lên mà thơm. Vô chổng lặt rau giùm cái đi. Sáng có ai mua rau đâu lặt. Gì? Rồi sáng giờ em chưa mua rau luôn hả em? Có ai dặn đâu biết. Biết này ăn cá mà không chịu mua rau. Để dặn. Mày lại mày ngồi mày coi ăn cá giùm hai xíu coi. Đi mua mớ rau rồi. Đi đi. Mày coi con cá kiểu gì kỳ vậy? Rồi vậy rồi sao ăn? Ông kêu tôi coi thì tôi ngồi tôi coi thôi chứ làm gì vậy? Em ơi! Em nghe em con Như nè! Gì vậy? Kêu nó ở nhà nó câu giùm con cá. Anh chạy ra chợ anh mua rau. Nó ngồi ở nhà nó câu không à? Nó không làm gì hết trơn á. Rồi để con cá đang thui vậy nè, rồi còn gì đâu ăn? Ôi, ông nhờ nó cũng như không rồi ông nội ơi. Bữa tôi kêu nó câu giùm lưu nước, nó cũng ngồi câu như vậy đó. Một hồi nước tràn tới mắt cá luôn. Tháng này đóng tiền nước đã luôn. Hết chuyện đi xe nó. Ông dặn tôi thôi. Phải không dặn chính em xuống là ngon rồi. Cô vợ ăn gì? Dạ anh.